Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hai tuần nay mình đã không ra video được cho anh em xem. Hôm nay tiện thể có link như 751 và mình cũng muốn hướng dẫn anh em cách là làm sao để vào được link 751. Thì hai ba hôm nay thì link 751 tự dưng là như kiểu nó bị fit ấy, nó không vào được. Để mình vào cho anh em xem. Trước thì đăng nhập cái này vào nick ở trong này và đăng nhập vào thì nó sẽ hiển thị ra là đăng xuất để có thể vào được cái link đấy. Thì giờ là nó không kiểu bị fit ấy, mình nghĩ không phải. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để vào được cái link này. Đầu tiên cần một nick bị checkbox để 2 giờ, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây và mình sẽ đăng xuất đây. Đây, checkbox để 2 giờ. Anh em ấn vào chữ bảo mật tài khoản này. Đấy, nó hiển thị như thế này rồi đúng không? Giờ chỉ việc phải dán link vào. Dán link là ok ngay. Đây, lấy lại quyền truy cập. Này, tên đầy đủ luôn này. Đấy. Rồi, nếu mà nó không hiển thị ra như thế này ấy, thì anh em lưu ý này. Thì anh em chọn một tệp gửi lên cho Facebook, rồi ấn tiếp tục, nó sẽ ra là cái gì đang xem xét ấy. Anh em lấy cái email vừa lập cái tài khoản bị checkbox này, lập thêm một tài khoản nữa, lập được rồi anh em dán cái link này vào có thể truy cập. Đó, video hôm nay chỉ đến thế thôi, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Ở đây là mình chỉ hướng dẫn anh em cách vào được link 751 nha. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em làm nào để có ô email ở này. Ok. Và mình cũng muốn nói luôn là hiện tại là mình có một cái nhóm. Đây, nhóm dạy thủ thuật của Facebook á. Anh em vào nhớ là nhóm nha. Đây. Này có cả trang luôn. Anh em nhớ vào thích trang và theo dõi nha. Đây phần nhóm này. Cái link hai cái này mình sẽ để dưới phần mô tả video. Đây này, mình mới lập tối hôm qua thôi. Đấy. Logo của tem. Làm đại sơ. Ok, tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Nhớ like, share và đăng ký kênh với mình nha. Trong tuần này mình sẽ ra thật nhiều video cho anh em xem bù lại 2 tuần trước. Ngày mình sẽ ra 3-4 video, anh em nhớ vào xem nhé. Cố xem nhiều cho mình để lên được 10.000 người xem để mình có thể bật kiếm tiền trên YouTube. Ok, tạm biệt anh em.